Định huệ đấng trì là gì? Hòa thượng Tịnh Không ngài giảng rất rõ. Thứ nhất là định huệ phải cân bằng nhau, là một tầng ý nghĩa. Đó là mới đẳng thôi quý vị. Còn trì là gì? Trì là giữ được mãi như vậy. Cho nên á, tu hành là gì? Nếu quý vị giữ được định huệ đẳng trì, tức là vừa có định vừa có huệ, hai cái ngang bằng nhau. Lần trước thì ngăn giảng rồi là định á, nhiều mà huệ ít á, thì chúng ta sẽ hôn trầm. Còn huệ nhiều mà định ít thì bị trạo cử. Trạo cử tức là lăn xăng. Cho nên những người phiền não nhiều, quý vị thấy để ý, những người phiền não nhiều thường là những người huệ nhiều. Có huệ đấy, nhưng mà huệ đó là huệ thế gian, không có huệ xuất thế gian. Tức là cái đầu óc rất là lanh lẹ, làm việc xẹt 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 rất nhanh. Tay nhanh hơn cái đầu mất tiêu, miệng cũng nhanh hơn đầu. Đó là những người có huệ, nhưng mà huệ thế gian, không phải huệ xuất thế gian. Còn khi người ta có huệ xuất thế gian là quý vị thật ra nó có định. Cho nên đó, người có huệ xuất thế gian là người có định huệ đẳng trì. Còn người thế gian có một số người có định nhưng mà định thế không có huệ. Thể hiện như nào? Người ta chậm chậm. Cứ gì cũng chậm chậm. Đó là người ta có định nhưng mà người ta không có huệ, tại vì người ta khờ. Đó thì quý vị hiểu như vậy. Còn mình tu Phật pháp là gì? Phải có định và huệ. Định là gì? Định là mình phải điềm tĩnh, đúng không? Phải nói ngôn ngữ bây giờ gọi là định, đơn giản là nói điềm tĩnh được. Mọi việc nó không có chuyển mình rất là làm chủ được tình thế. Rồi huệ là gì? Huệ là sáng suốt rõ biết. Cho nên nói trong niệm Phật là gì? Quý vị phải niệm Phật làm sao mà có định, là tâm nó không có chạy lung tung. Đó là định. Huệ là gì? Phải sáng suốt rõ biết câu Phật hiệu. Cho nên tại sao niệm Phật mà buồn ngủ, niệm Phật mà không trầm? Nếu như quý vị thiếu ngủ, không ai nói gì. Quý vị thiếu ngủ thì tất nhiên nó buồn ngủ rồi, cái đó thì không nói. Nhưng mà quý vị ngủ đủ giấc rồi, quý vị khỏe mạnh, cơ thể không bệnh đó, không có bị cảm, không bị gì hết, mà quý vị niệm Phật vẫn ngủ, đó chứng tỏ là quý vị chỉ có định mà không có huệ. Tức là quý vị niệm Phật nhưng cái câu niệm Phật của quý vị không có rõ trong tâm. Mình niệm A Di Đà Phật, mình niệm như vậy nhưng mà thật ra cái tâm mình á, nó để đi đâu á. Đó, vì vậy cho nên thời gian nó bị thế nào? Nó bị khiến cho quý vị không có nghe được rõ ràng. Cái tâm mình không có rõ ràng, cho nên nó đi vào không trầm, đi vào giấc ngủ. Cho nên những người mà bị niệm Phật mà bị hôn trầm á, quý vị chú ý lắng tai nghe được. Người niệm Phật mà thiếu ngủ thì nó buồn ngủ, nhưng mà nếu quý vị không thiếu ngủ mà nó hôn trầm thì quý vị hãy cố gắng lắng tâm để nghe. Hãy lắng tâm để nghe nha, lắng tai để nghe. Lắng tai để nghe là chắc chắn được. Đó. Huệ là gì? Bây giờ huệ nhiều thì sao? Huệ nhiều tức là quý vị để ý suy xét những câu Phật hiệu đó, nhưng mà tâm quý vị nó cứ chạy đâu á. Nó chạy đi là nó chạy đi chuyện này chuyện kia, cái trào cử. Nó sanh ra trào cử tức là quý vị niệm Phật mà quý vị nghĩ gì đâu á. Hả? Tới nghĩ nay thì nghĩ kia, chút nữa ra ngoài kia nấu cơm nha, mai chắc đóng tiền cho con, tiền đâu chưa có nè, mai con đóng tiền hạt cho con, để chút nữa ông chồng mình về mình hỏi đó, ông có mượn được tiền không, vân vân. Hoặc là mình tu xong mình ra mình đi điện cho ba mẹ sẽ coi bố mẹ có cho con được tiền để con mượn đóng tiền học cho con của con không. Đó là gì? Trạo cử. Mà trào cử này là do đâu ra? Trào cử này là do là thật ra mình nói quý vị không có thấu được, quý vị thiếu huệ thế xúc thế gian, mà quý vị lại bị vướng vào những cái phiền não thế gian. Cho nên nó sẵn lại như vậy. Quý vị mà buông được những cái phiền não thế gian xuống đó, thì quý vị sẽ niệm Phật được dễ dàng. Cho nên quý vị thấy người không có khởi tâm tụng niệm gì thì người ta sẽ niệm được thôi. Và niệm có Phật hiệu rất rõ ràng, cố gắng nghe từng tiếng.
A là mình biết tiếng A, Mi là mình biết tiếng Mi, Đà mình biết tiếng Đà, Phật là mình biết tiếng Phật. Từng tiếng như vậy. Còn tránh cái trường hợp A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, mà cuối cùng không biết niệm 30 câu, không biết bao nhiêu tiếng. Niệm như vậy đó, có những người dẫn chúng như vậy đó, Phật hồn nghe toàn Phật Phật Phật, Phật không mà không có cái gì cái, hoặc là mô Phật, hoặc là niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Niệm như vậy á là không rõ ràng, cho nên niệm Phật là phải từng câu từng chữ rõ ràng, từng câu rõ ràng rồi từng chữ rõ ràng, câu nào đó có đó, chữ nào có đó, chú trọng chất lượng không chú trọng số lượng. Đừng có ham người mới tu là tôi bữa nay phải niệm hết xong chuỗi nè, tôi phải niệm bao nhiêu câu Phật hiệu nè, vân vân. Nghe đó đúng rồi, nhưng mà niệm phải chất lượng mới tính, niệm mà không chất lượng không tính. Phải, quý vị nên nhớ hãy niệm sao chất lượng, mà người niệm sâu rồi để vào đó, để vào được công phu là đừng có đếm số nữa, đếm số là cho phương tiện thôi, phương tiện cho người mới khi tâm chưa nhiếp. Kinh nói na già thường tại định, vô hữu bất định thời, tức là rồng voi thường ở trong định, chẳng lúc nào mà không định. Đó là định hoài, đó là định của Bồ Tát, Bồ Tát mới làm được vậy. Còn đa phần những người, đặc biệt là những người học mà có cái dù có ngộ hoặc hoặc cái việc khai ngộ nhưng chưa chứng quả, tại vì khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, thì bây giờ mình đã là người đã khai ngộ mà mình chưa chứng quả thì cái định của mình nó cũng chưa đủ. Thật sự mình nói là định mình chưa đủ, vì định mình chưa đủ cho nên mình nói hoặc mình làm đôi khi nó quá nhanh, nó nhanh quá, rất là nhanh. Còn có một số hạng người cố gắng nói chậm, tập để nói chậm, mà tập thì không tự nhiên. Cái không tự nhiên thì cái định đó không, nó không, nó chậm quá nên nó cũng không có huệ phát được, cũng khó. Đó là định huệ đẳng trì đó quý vị. Cho nên mỗi người mình phải có điều chỉnh tốc độ làm việc, nghe nói tùy. Nếu quý vị là người thiếu trí huệ, quý vị làm việc gì quá chậm thì định quý vị nhiều, để thì quý vị phát huy cái huệ quý vị lên để quý vị làm việc nó nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút mà vẫn ở trong định. Còn nếu như quý vị làm việc hay cái gì quá nhanh mà tâm quý vị hay tán loạn thì quý vị thiếu định, quý vị cố gắng làm lại, điều chỉnh lại cho mức vừa phải lại, là nhà Phật gọi là trung đạo. Cho nên tu hành ở đâu? Tu hành ở trong đời sống, từng công việc, từng thứ việc nào cũng cũng là phải như thế nha, chứ không phải là chúng ta cứ làm lúng túng lăng tăng rồi một hồi là không được và ít nha. Cho nên là phải cố gắng, chúng ta phải làm sao để được có những điều là ít như vậy. Ở đây mỗi cái chữ định huệ đẳng trì nếu mà giảng ra rất là lâu, rất là khó về cái tu đó. Thứ nhất là định huệ nó bằng nhau, gọi là đẳng rồi, là đã khó rồi, mà cái trì rất là dữ đó, cái mức đó nó miết miết như vậy, nó giữ hoài thì là rất khó. Đây là Thiền Trang nói, cũng phải quý vị đâu, Thiền Trang cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Bữa định và huệ Thiền Trang có thể giữ được một thời gian nhưng mà không giữ được hoài. Đấy, rồi mình nói mình là phàm phu, mình tu hành cũng còn dở, cho nên việc tu hành là dài, đúng không? Tự tưởng rằng ngắn nhưng mà theo thời gian 5 năm tháng mình thấy mình tiến được bước, mình thấy con đường phía trước vẫn còn. Hồi xưa mình tưởng mình bước ra khỏi nhà đi mấy bước là tới được Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Mình tới được thánh quả A-la-hán hoặc là sơ quả Tứ Đồ Hoàng, nhưng bây giờ mình bước mình đi một đoạn rồi mình vẫn thấy chưa tới. À, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là mình chưa tới Bảo Sở, đường còn xa quá.
Cho nên là Phật phương tiện à, thì cũng chia ra các mới nấc nấc là hạ cho mình các nấc nấc thấp hơn đó, nó là gọi là gọi là hóa thành vụ để cho mình nghỉ ngơi, cũng cho mình thấy à, có thành tựu chút xíu rồi đó thế này kia. Nhưng mà thật sự là chưa, cho nên phải gì, người sư nói đạo tu hành đúng không, vô dục đạo quả nan thành. Có nghĩa là sao? Tu hành mà quý vị không có cái lòng mong cầu ham muốn thành tựu đó, tức là mình có cái tâm mong muốn thành tựu á, gọi là tu hành vô dục. Vô là không có, dục là cái sự mong muốn thành tựu. À, dục nó thì tất nhiên là nói ngắn, đạo quả nan thành, tức là thì đạo quả khó được thành. À, cho nên phải tu, phải không mệt mỏi, không nhàm chán, tiến tiến tiến, mỗi bước tiến của chúng ta là đã đi gần đến con đường giải thoát, mỗi bước tiến của chúng ta là gần về Tây Phương Cực Lạc, là gần đến Đức Phật A Di Đà, là bước chân đi về tịnh độ thật sự. Đừng nghĩ rằng một bước đi không có giá trị. Quý vị nhớ, một giọt nước nó nhỏ nhưng mà nó có giúp thêm một bước giọt nước nữa thì cái ly có cơ hội đầy thêm một chút gần hơn. Như vậy mỗi ngày mình nghe kinh, mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình sửa đổi tập khí phiền não cho đến những đời sống, thì đó là mỗi bước mình bước chân đi lên hoa sen về Tây Phương Cực Lạc. Đừng khinh thường những việc nhỏ như vậy. Dù trong đời sống mình làm việc, mình cũng phải chánh niệm tỉnh giác. Cho nên làm sao duy trì được định huệ đẳng trì à, mấu chốt ở chỗ đó. Tại vì đó là nhân, thì những cái điều kia thành tựu là quả à. Chứ hai điều nha, định huệ bằng nhau là đẳng, trì là giữ được, như vậy giữ mãi 24 giờ, hoặc là chúng ta nói ngủ quên đi à, nhưng mà nếu mà công phu cao là ngủ cũng nhớ được, cũng như vậy. Chứ không phải chúng ta chỉ có nói tu vô niệm Phật đường, niệm mấy câu xong hết thời đi ra, hoặc là niệm mấy tiếng xong hết thời đi ra rồi định huệ nó không đáng trì nữa. Không phải, định huệ đáng trì là trong đời sống giác biết rõ ràng và làm việc gì chánh niệm rõ ràng thông minh đó. Giống như bây giờ quý vị để một cái đồ gì đó, đồ gì đi qua đi lại, quý vị không nhớ cái đồ đó ở đâu thì đó là quý vị mất chánh niệm, lúc đó quý vị không có nhớ. Thì Trang nói lý do đơn giản là tại vì lúc đó mình không có để tâm, cho nên cái chủng tử nó không có trồng vào A Lại Gia Thức, cho nên là lát sau mình cố gắng tìm tìm trong đầu nhưng mà nó đâu có chủng tử đó đâu. Mới khi làm vô thức mà làm, ví dụ như đây thì đang cầm cái viên xúc sắc thì đang nói tâm, thì đang đang nói đang để ý lời nói, cho nên thì đang đặt cặp ở bên này và thả đâu đó rồi một hồi thì đang đâu có nhớ, tại vì nó đâu có ghi vào trong ai là thức đâu. Còn nếu như thiện nhân quan sát thì không biết à cái này, hoặc là thiện không quan sát nhưng mà thiện nhớ là à bây giờ mình đặt cái này xuống nè, là đặt nhẹ nhàng xuống bỏ cạch đây đó để cho đó, thì lát sau á thiện nhân lục trong A Lại Gia Thất nó ra cái chủng tử đó, nó sẽ tái hiện lại à lúc nãy có cái hình ảnh mình đặt cái chỗ đó. Quý vị hiểu à? Cho nên những người hay quên á là những người thiếu chánh niệm, quên làm việc mà hay quên là thiếu chánh niệm. Đó cũng là biểu hiện công phu tu hành đó. Làm sao mà mình để đồ đạc nó, mình phải biết mình nhớ đó. Tu hành là chánh niệm rõ ràng.